Áp lực quản lý những vấn đề quốc gia đã khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên mới đây phải ủy nhiệm một số quyền hành cho nhóm quan chức chọn lọc cao cấp, trong đó có cô em gái Kim Yo-jong, theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Hàn Quốc ngày 20 tháng 8. Trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 20 tháng 8, nhà lập pháp Ha Tae-keung nói các giới chức của Dịch vụ Tình báo Quốc gia NIS quả quyết rằng quyền cai trị của ông Kim Jong-un đối với đất nước vẫn còn tuyệt đối. Không có dấu hiệu cho thấy ông Kim có vấn đề sức khỏe hay đang chuẩn bị hành trang cho em gái trở thành người kế nhiệm. Ông Hà trích lời các giới chức tình báo cho biết. Ông Kim Byung-Lee, một nhà lập pháp khác tới tham dự cuộc họp, nói NIS tin là dự trữ ngoại hối của Triều Tiên đang sụt giảm nhanh chóng vì việc kiểm soát biên giới kéo dài trong chiến dịch chống virus corona, dẫn tới việc cắt giảm xây dựng và những hoạt động khác. NIS không xác nhận bình luận của các nhà lập pháp Hàn Quốc. Tuần trước, ông Kim Jong-un cách chức thủ tướng sau khi nội các đánh giá về việc thi hành chính sách kinh tế. Ông cũng tuyên bố đất nước đang đối mặt với hai thách thức khổng lồ là chế ngự COVID-19 và phục hồi thiệt hại do mưa lũ trong những tuần qua, vốn đã phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và gần 100.000 mẫu đất đai mùa màng. Ông Kim vẫn nhất quyết đóng cửa biên giới và từ chối giúp đỡ của bên ngoài.